Đây là hình ảnh của một cô bé 19 tuổi, hàng ngày con phải đi phục vụ quán cà phê để có tiền nuôi mẹ và các em. Cha bỏ đi từ lúc em còn nhỏ, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Kể từ đó, em phải nghỉ học để kiếm tiền. Đặc biệt hơn, mấy mẹ con không có nhà cửa, phải sống nhờ ở đậu trong một căn chòi mục nát vốn dĩ từng được nuôi gà vịt trong đó. Phục vụ trong quán cà phê một tuần chỉ được khoảng 500 ngàn, nhưng cô bé không hề than vãn, chỉ mong sao với số tiền ít ỏi đó có thể nuôi sống được các em và mua thuốc cho mẹ. Hôm nay tại đây, Thắng sẽ cho cô bé một điều bất ngờ. Mời tất cả ông bà cô chú cùng đón xem clip này với Thắng nhé. Trời, giờ sao bán nước mà mặc áo khoác chi vậy? Hả? Dạ, tại da nắng thôi. Ở bên trong còn khách không? Ngồi đây cho chú trò chuyện xíu. Đây cho chú gắn cái mic chốt nha. Thì hôm nay chú xuống đây ấy, để chú thăm lại gia đình con. Với lại là có một món quà đặc biệt ấy, mà một cô mạnh thường quân nhờ chú mua tặng cho con ấy. Thì hôm nay chú xuống để chú trao cái món quà này. Thì chú cũng muốn ghé thăm để xem con công việc của con như thế nào ấy. Trước con nói với chú là con làm phục vụ quán cà phê ha. Dạ. Công việc hàng ngày của con ở đây là con làm từ mấy giờ tới mấy giờ? Dạ, con làm từ 5 giờ tới 10 giờ. Dạ. Vậy cái thu nhập của con ấy một tháng là khoảng được bao nhiêu? Dạ, kiểu tính theo tuần á chú, một tuần thì con được 500. À, một tuần được 500 ngàn. Dạ. Dạ, kiểu như là mình tính giờ lên đó chú. Dạ, ví dụ hôm nay là thứ ba mình lãnh, nhưng mà mình nghỉ một hôm thì mình tới thứ tư mình lãnh vậy chú. Dạ. Con thấy công việc này sao, có vất vả không? Dạ, vất vả thì không, tại mọi người cũng gọi là cũng giúp đỡ con nhiều lắm chứ. Kiểu không có tị nạnh nhau mà kiểu là giúp đỡ lẫn nhau trong công việc nhá chú. Con đi làm như này á, có bao giờ mà gặp bạn bè đi ngang qua đây rồi con ngại ngùng không? Con cũng không có ngại ngùng gì hết, tại là gia đình hoàn cảnh nó đã như vậy rồi, không có ngại ngùng gì hết hết. Mấy nay bệnh tình của mẹ con sao rồi? Dạ, bệnh tình của mẹ con là cũng tiến triển tốt rồi. Nói gì là mẹ con ăn uống được, với là có da có thịt hơn hồi xưa rồi chứ. Tại hồi đó mẹ con da bọc xương mà, nên là ốm mà tới cho xương luôn á chứ. Rồi con đi làm như này là ở nhà thì ai là người chăm sóc? Dạ là bà ngoại con. Dạ, buổi sáng con ở nhà với ngoại, con phụ ngoại bán quán một xíu, rồi với ra ngoài nói chuyện với mẹ một xíu, xong rồi tới chiều con mới đi làm, xong rồi tối con về. Thảo có thích công việc này không Thảo? Dạ thích thì kiểu là dạ cũng có, tại đây mọi người vui vẻ ngoài đồng đồ cũng giúp đỡ con lắm. Còn nói về mà kiểu như là tiền bạc để giúp đỡ ba mẹ con thì chắc là không có đủ quá chứ. Kiểu bệnh tình mẹ con thế, thuốc thang này kia cũng tốn tiền lắm. Con nói lớn lên xíu nha, tại ở đây gần đường ấy nó hơi ồn. Dạ. Con hôm bữa con nói với chú rằng là sau này ước mơ của con là con đi làm công ty đúng không? Dạ. Thì con nghĩ là công ty có thể là nuôi sống được con cũng như là mẹ con sau này không? Dạ con nghĩ có chắc cũng không có đủ nữa chú. Tại vì con cũng còn hai đứa em nữa. Mẹ rồi tiền học, tiền sách vở, tiền cặp cho mấy em đồ cũng nhiều lắm chú. Chắc cũng không dư giả gì. Thảo là ngày xưa là con nghỉ học ha. Vì hoàn cảnh khó khăn quá, mẹ bệnh tật thì con nghỉ học để con phụ mẹ. Hồi đó là con 14 tuổi là con làm quán cơm. Dạ làm quán cơm tầm một năm xong con mới chuyển qua làm công ty mà kiểu như là công ty tư nhân á chú. Dạ cũng là một năm hơn nữa. Xong cái mẹ con bị mệt, xong cái đổ bệnh xíu cái mới về đây làm một điều luôn. Dạ
khi mà chú đăng tải clip của con lên đấy, thì chú được biết rằng là ngày xưa có một vài người đã quay con rồi đúng không? Dạ đúng. Và có một chú nào ấy nhận con làm con nuôi đúng không? Hứa là hàng tháng chu cấp cho mình ấy, có đúng không con? Dạ. Thì hiện tại chú đó có chú còn chu cấp không? Dạ chú, dạ cũng không có liên lạc gì nữa chú. À, là có nghĩa là từ đợt đó là không có liên lạc cũng như là hỗ trợ cho con nữa đúng không? Dạ. Thế tại vì con chia sẻ thật cùng chú ấy, tại chú đăng tải lên ấy. Dạ. Thì cũng có một vài người nói với chú như vậy, và trong đó là có cô Mạnh Thường Quân luôn. Dạ. Mạnh Thường Quân mà hôm nay mua tặng cho con cái món quà đấy ấy. Thì cô Mạnh Thường Quân này cũng muốn hỏi là cái người kia có hỗ trợ cho con không? Dạ dạ không. À. Dạ. Tại cái đợt đó con cũng từ chối chú á, xong chú cũng không nói này gì nữa hết trơn á. Dạ. À. Chú kia chú ngỏ ý rằng là nhận con làm con nuôi mà con lại không đồng ý vậy? Dạ kiểu đi xa mẹ lúc mà mẹ con bệnh nên là con cũng không muốn. Dạ. À. Hay là sợ vấn đề gì? Dạ, với lại con cũng sợ kiểu là chỗ lạ lạ rồi con cũng ngại chứ. Ừ. Dạ. Nếu mà được ấy, sau này con đi học nghề như là làm tóc này, trang điểm cô dâu này kia đó, hoặc là làm nail thì nó sẽ có tương lai hơn. Con nhắm là về trang điểm này, làm tóc với lại làm nail thì con thấy là con có khả năng cái nào nhất? Dạ con thích làm tóc ạ. Làm tóc hả? Dạ. À, mấy cái làm đẹp thì bây giờ nó hot, mình làm thì nó có tương lai hơn. Dạ. Ừ. Nhưng mà ngày hôm nay ấy thì chú trước tiên là chú xuống để chú trao cho con một món quà rất là lớn luôn á. Con biết chạy xe được chứ ha? Dạ. Dạ con chào cô nhé. Dạ, dạ cô ơi, con cũng làm bên từ thiện ấy, thì con chia sẻ về hoàn cảnh của bé Thảo. Dạ thì con cũng được biết là bé rất là khó khăn luôn, mà hàng ngày là đi lên đây là phụ quán cho cô đúng không ạ? Dạ đúng. Vâng. Bé Thảo thì phụ ở đây lâu chưa cô? Cũng lâu rồi ạ. Nó cứ cũng trước dịch một lần đó con ha. Trước dịch rồi sau mùa dịch nghỉ. Bắt đầu qua dịch bán tới giờ. Còn mẹ nó gặp bệnh đau rồi đó. Dạ. Trước dịch là nó đã có bán rồi. 2019-2020 gì đó có đây rồi đó. Là có bán rồi. Xong giờ khó khăn quá lại xin cô đi bán tiếp hả? Nó cũng là bà con lấn cấn bên chồng cô á. Rồi biết gia đình nó khó rồi cái hỏi bà ngoại nó. Ngoại nó hỏi lên cho nó vô đây làm tiếp luôn. Vậy thì chắc là cô cũng hiểu rõ là hoàn cảnh của bé Thảo như thế nào đúng không? Vâng, thì cô có thể là trải lòng cho con một chút ấy. Thì gia đình của bé Thảo thì có phải thực tế là khó khăn như vậy không cô? Đúng chứ, gia đình nó gặp khó khăn mà. Dạ. Yeah. Nó hồi nhỏ đã lam lũ rồi, cực khổ rồi. Mẹ nó gặp khó khăn, bệnh đau nữa. Vâng. Thì bé Thảo làm đây được không cô? Thì nó còn nhỏ, em nó còn nhỏ thì mình dạy nó. Dạ. Mình thấy hoàn cảnh nó thì mình nó không biết gì thì mình chỉ nó. Chứ nó làm hồi nó chưa có đủ tuổi luôn á. Tới giờ nó mới được 19 tuổi, 18, 19 tuổi vậy mà. 19 tuổi. Thì đó thì con nó không biết, thì bà ngoại nó nói gửi chỉ dạy giùm. Lúc trước nó làm nguyên ngày là thời gian sau phải chăm tắm rửa cho mẹ. Thay băng rồi đó. Thành ra nó phải ở nhà giặt giũ luôn. Dạ. Làm rồi nó chỉ có buổi chiều nó lên. Vâng. Mà dạo này từ khi mẹ nó bệnh tới giờ vậy đó, nhà là sáng phải cho em ăn uống, rồi cho mẹ ăn uống, rồi tắm rửa, rồi tập dưỡng sinh cho bé. Dạ. Mà bé Thảo nói là không có phương tiện thì đi lại luôn thì hàng ngày. Nó đâu có phương tiện đâu, nó. Dạ. Đi là ở đây có khi là tôi mượn mấy người mà làm chung á, anh em nó rước giùm. Chứ nó nhà nó đâu có phương tiện. Gia đình nghèo. Dạ. Mình nghèo, mẹ nó gặp bệnh nan y. Trước thì con có ghi hình một lần gia đình của bé Thảo ấy. À. Dạ thì cũng có cô Mạnh Thường Quân mua cho bé Thảo món quà. Thế hôm nay con xuống con trao thì con tiện là con xem là công việc của bé như thế nào luôn. À. Dạ. Con trong cái hội Mạnh Thường Quân rồi kêu con đi xuống đây trao quà cho nó đó hả? Dạ. Dạ gì? Vâng. Cô thì mua bán kêu nó kêu tới con bà này. Cô cũng thay mặt gia đình nó cảm ơn con bên hội Thường Quân của mình ha.
Dạ. Cô thì mua bán đây ở quê sống mà, chứ nói khá giàu thì không có, cũng như là chia nhau mà sống á. Cô có việc, mấy đứa nó có công thì nó đến với nhau để chia sẻ sống. Cho theo lúc trước thì mẹ nó bệnh, cô cũng cho chút đỉnh chứ đâu có được hỗ trợ như bên hội đâu. Dạ. Bên thấy bé hội. Thảo cũng có hiếu ngoan, nhưng mà cái số phận của bé là không bằng bạn bằng bè. Thì con thấy bé nói là ngày xưa gia đình khó khăn quá là phải nghỉ học. Nghỉ học. Dạ. Nghỉ học sớm luôn mà. Rồi cha cũng bỏ đi. Trước đó nó còn khổ hơn hiện giờ nữa, đó là trước khi cha mẹ nó đi làm công ở Vũng Tàu á. Rồi cha nó đi làm rồi cái nghe mẹ nó kể là làm ăn và thua, cũng như là không có công việc rồi tập theo đi chơi rồi nọ đó. Rồi vợ chồng lấn cấn thôi nhau, là con nhỏ này nó đã ra đời đâu 5-10 tuổi rồi, nó đi gì giữ em giữ đồ cho người ta rồi, là ở ngoại tới khi nó khổ quá rồi mẹ nó mới về đây, là bà ngoại nó mới nó ở với bà ngoại cũng nghèo nữa, cha ông ngoại cũng bệnh nữa. Rồi cái gương với ông khi đó là bà ngoại nó đi chợ rồi mới hỏi thăm chị em lâu ngày gặp lại đó, rồi nói giờ con mẹ con Yến à, con Yến giờ nó khổ lắm, rồi nó nói là có đứa cháu còn nhỏ quá, nói thôi cho nó lên đây đi tập cho nó mua bán, chứ ở nhà rồi đâu có làm ra tiền. Dạ. Anh con thấy rằng là trước là lột hạt điều phụ mẹ thì chắc là cũng không được bao nhiêu ha. Trời ơi, cái đó là làm để có thêm chút đỉnh thôi, để mua nước mắm vô thôi chứ không có sống được đâu. Không có sống được. Chịu khó, con chịu khó ra đây phụ cho cô. Một tuần thì mình cũng kiếm được đồng ra đồng vô ha. Cũng đỡ hơn. Thì trời, lúc trước cha mẹ nó lên lấy tiền không à, nó đâu có xài cho bản thân nó đâu. Lên đây rồi có khi cô có gì cho nó ăn lấy, hay là nó muốn quần áo thôi, thỉnh thoảng không cho nó mặc. Chứ nó đâu, không có mua sắm gì đâu. Dạ. Tiện đâu. Rồi Thảo, ví dụ như đồ đạc bây giờ của con là con sắm hay là đồ từ thiện? Dạ, đồ từ thiện. Đồ từ thiện hả? Dạ, thì con cảm ơn cô nhé. Thì dạ, con cũng muốn hỏi thăm một chút á. Dạ, con cảm ơn cô nhiều. Cô cũng có lời nói với bên Mạnh Thường Quân, bên từ thiện á. Coi bé gia đình nó khổ, giúp tìm cho nó. Cô cảm ơn. Dạ. Dạ, dạ, rồi con cảm ơn cô ạ. Dạ, dạ, con chào bà nhé. Dạ, em chào chị. Chào con. Dạ. Rồi mà bữa nay bệnh tình của chị sao rồi, đỡ chưa? Chị đỡ rồi, chị vẫn khỏe. Dạ. Đi chưa được. Bữa nay tôi nhìn thấy chị có vẻ tươi vui hơn rồi ha. Không còn buồn như hôm bữa nữa. Hôm bữa gặp chị thì chị ỉu xìu à. Nhờ khỏe, anh nhờ khỏe. Dạ. Con cái chưa đi được đó con. Vết thương chỉ còn rồi chứ con. Dạ. Như hôm bữa chị nói với em là chị bị bệnh gì nhỉ? Chị tiểu đường. Tiểu đường này. Chứ mà bị xương mục á. À. Bác sĩ nói là xương chỉ mục rồi. Dạ. Tại vì uống thuốc tây nhiều quá. Uống nhiều quá bây giờ nó ảnh hưởng tới xương ha. Dạ. Thì bà ơi, hôm nay con cũng xuống đây để thăm lại gia đình. Dạ. Vâng, thì con cũng có một món quà mà của một cô Mạnh Thường Quân có nhờ con tặng cho bé Thảo á. Dạ. Tiện đây thì con cũng hỏi thăm bà một chút. Dạ, thì như bữa bà nói với con đấy là bây giờ chị đây là sống ở ngoài này là ở đậu ha. Ở đậu của người cậu đúng không? Ừ, người cậu. Và hiện tại ví dụ như cái căn nhà của bà là cũng đang ở đậu luôn hả? Ở đậu, tại vì đất này của người em nó cho bà đó con. Nó cho, à, ở đó nó thấy cho đi. Nhưng mà ý là bây giờ có cho kiểu luôn. Sang tên luôn không hay như thế nào? Cho luôn, tại vì chị em mà đâu có gì, có miếng đất có chút xíu mà con đâu có gì đâu, có ba vuông nhất có 32 mét chứ nhỉ? À vậy ha. Con. Vâng. Chị em nó cho luôn. Rồi mai mốt ví dụ con nói cái này không phải bà bỏ qua cho con, ví dụ mai mốt ông bà lớn rồi già rồi mình qua đời đấy thì bé Thảo ở đó vẫn được ha? Được, con nó đó được mà. Dạ. Tại vì cho hết cho luôn mà, có anh chị em đồ đó, nó nói anh chị em đồ mấy chị lớn rồi cũng nói chị con khổ quá thôi giờ cho chị con miếng đất ở đi, nó đâu có gì chị em mà người ta người dân đây người ta còn giúp đỡ còn không lẽ chị em. Rồi nó cho miếng đất đó, nên là giờ nhà nước cho cắt đó. Cắt thì có 8 mét rồi con, chạy dài có 8 mét, thì ngang 4 mét. Dạ. Yeah. Rồi bà thì cũng đâu có tiền, rồi còn vay nợ nhà nước cũng thiếu 8 triệu tới giờ đó. Ồ. Tới giờ bà chưa trả, chỉ đóng rồi thôi, đóng lãi gì đó. Hàng tháng đóng.
Ở đây thì bà làm công việc gì? Bà làm hộp điều con. À, làm hộp điều. Như cái bán quán cóc nhỏ nhỏ đó, đó người ta đi giường đi tược đi chơi đồ này kia, đó ta ghé ta ủng hộ bà vài ly nước này kia nọ đó con. À vậy ha, mình bán nước rồi bán cà phê này kia hả? À con. Thì cho mấy đứa cháu nó nuôi nó đi học đi hành chứ mẹ nó vậy rồi sao nó bình thường. Vâng. Bà cũng nói là nữa sau này bà già không biết mấy đứa nhỏ thì sao. Sao bà xúc động thế? Mình thấy tội nghiệp mẹ nó nè. Dạ. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ. Hôm bữa con ghi hình bà cũng khóc, hôm nay bà gặp bà lại khóc tiếp rồi mọi người. Có bao giờ mà bà khuyên chị đi vô trong nhà sống không? Đó, mà tại vì nó nói như mấy đứa nhỏ đó, nó quậy quá đó. Rồi dạ. mẹ ơi, với con tiểu tiện ở đây nó cũng dễ dàng hơn. Còn vô trong nhà thì khó khăn, rồi chỉ là nọ đó. Thôi mẹ cho con sống ở ngoài này đi, với mấy đứa nhỏ nó quấy mẹ quá à. Nó quậy rồi sao mẹ ngủ nghe được. Thì cô cũng ra vô đó. Dạ. Hay là trong nhà mà mình chật hẹp quá? Chật quá con, đâu có, chỉ để một cái giường. Rồi mấy đứa bé nó nằm trong cái nền gạch nó ngủ đó. Dạ. Bà thì nằm với giường trên giường với cái thằng thứ ba đó. Còn nhỏ Thảo thì ra đây với mẹ nó. Vâng, chỗ này như bà nói với con là vốn dĩ là cái chuồng gà ha. Cái chuồng gà con. Dạ, thì xin người cậu ra đây ở. Ừ. Ở chị Yến là chị có bảo hiểm gì không? À là mình có bảo hiểm rồi ha. À vậy mình đi khám bệnh chắc cũng đỡ chứ đúng không? Đỡ, chỉ tốn tiền xe thôi, tiền xe với tiền thuốc. À tiền thuốc ở trong bệnh viện đâu có thuốc đó con, nó đưa cho to ra ngoài. Ra ngoài mình lấy. Lấy. Ồ vậy hả? Bệnh viện nó cấp. Tại mình có bảo tiền á. Vậy là mình nếu mà ra ngoài mua thì đâu có được giảm. Làm gì mà đi khám rồi là đi tiền nó là giảm thôi, còn tiền thuốc của chị là tỉnh rồi. À. Đó, vâng thưa cô chú anh chị, đây chính là căn nhà mà bà ngoại với lại các bé đang sinh sống này. Đi đi con, đi vô. Và cái này cũng được lát gạch sạch sẽ không bà? À con. Vâng. Thì Thắng cũng xin phép là ghi hình một chút căn nhà mà bà ngoại này cũng như là mà mấy người em của bé Thảo sinh sống. Còn ở ngoài trời thì bé Thảo và mẹ của bé Thảo ở. Tối là hai mẹ con ngủ ngoài đó. Đi chơi đi con. Đi chơi. Ở chỗ này là ai ngủ hả bà? À, bà với thằng này. Với bé này con người em thứ ba của Hải Yến đó. Chị nó về bệnh đó rồi nó về đây nó nuôi chị nó. Dạ. Còn hai bé trai này là con của chị Yến ha. Yến. Với lại bé Thảo là ba Thảo, chị em đó. Ba chị em. Vâng. Cái này nhỏ này là con người chị thứ em thứ ba nó. Còn vách thì bà làm bằng lá đó bằng con lá. Bây giờ mục hết trơn rồi đó con rồi bà. Dạ. Bà mới lấy cái này căng ra nè để nó gớt xuống hết trơn. Đâu có. Vâng. Ở lá trên là được cũng được lợp tôn. Nhưng mà vách nhà nó bị hắt vào không bà? Dạ. Đấy, con thấy trên này lủng hết rồi này bà. Lủng hết trơn rồi con tôn. Bây giờ nó cũng dột mưa hết trơn rồi. Dạ. Này mưa lớn nó hắt vào ha. Đát tạt vô hết trơn trong nhà. Dạ. Đây là căn bếp này. Cái này là bà ơi nước sạch hay là mình xài cây nước? Này có đứa em nè con, đứa em nó kéo ở ngoài vô cho bà xài nè. Dạ. À, nước sạch đi ha. À, nước sạch. Ồ. Đó. Xung quanh thì là cũng làm bằng lá thôi. Ủa cái vách này bà làm lâu chưa? Lâu mười mấy năm nay rồi đó con. Bây giờ bởi vậy cơ, bà mới ấy cái này nè. Nó cho nó xúc hết trơn rồi, bà mới lấy cái này sợ trời mưa nó tạt đó con. Vâng. Con thấy là mục hết rồi ha. Mục hết trơn rồi đó con. Dạ. Ừ. Đây là chắc là toilet phải không bà? À. Đây thì căn nhà này cũng nhỏ. Có một cái phòng thôi. Căn nhà này cũng nhỏ bà ha. Nhỏ cái ta. Có bà ngang cái. Vâng. Nói con. Đây là có một cái phòng vậy thôi. Rồi. Dạ.
còn dưới này làm bếp. Trời đất, nó dột hết trơn rồi bà, mới căng nè. Vâng, mới căng cho nó đỡ dột chỗ vừa ngủ. Rồi bây giờ mình cứ sống như thế này nữa hả bà? Được con, chỉ bằng hạt điều với mình có tính là sau này sửa sang lại không? Bây giờ đâu có tiền đâu để sửa sang con. Bây giờ sống cuộc sống ngày nào hay ngày nấy chứ bà đâu có biết có tiền đâu để sửa sang. Dạ. Chẳng lẽ cứ sống như thế này? Giờ mình áo chén cơm còn chưa có đủ no nữa. Vâng. Con thấy bà cứ buồn buồn sao đấy bà có tâm sự gì bà chia sẻ cho con và mọi người biết được không? Cũng buồn, con cũng buồn thấy hoàn cảnh của mẹ của Hải, Hải Yến đó. Dạ. À? Thấy hồi đó con thấy nó Hải Yến còn khỏe, nó có yếu với bà dữ lắm, chăm ban dặn sự trong nhà một tay đó không? Con thấy thâu đêm suốt sáng là nó mặn ngặt đều tới 2 giờ sáng mới được ngủ, bởi vậy nó nuôi. Bây giờ cũng thấy nó bệnh hoạn vậy rồi đó, bây giờ ai nuôi nó 7 con nữa nè, rồi có tới bà nữa. Bây giờ bà cũng gầu lắm, có nhiều đêm cái bà ngủ không được, bà chặn chọc bà là sao này, không lẽ bà mạnh hoài đó, thế nào bà cũng ốm, bà 42 tuổi rồi chết sao đó. Đó, bà cũng phải phải mất thôi, rồi sau này không biết mấy đứa nhỏ này nó lớn lên rồi nó như thế nào, mẹ nó đi đứng thì không được. Rồi bé Thảo thì nó cũng còn khờ gạo dữ lắm luôn con, khờ lắm luôn á. Dạ. Rồi cô cũng nói hoài, bà cũng nói hoài, các con gán ngoan, học giỏi đi, gán ngoan. Ở sau này đừng mần nuôi mẹ, chứ mẹ con hồi đó cực khổ với ngoại dữ lắm luôn đó. Nhỏ cho chưa biết được đi đâu đi đó, chưa được cái gì hết, là cô gả nó rồi. Sao này giờ chồng cắn đắng rồi nó về đây, rồi nó bình nó hoạn vậy đó con. Bây giờ hôm xưa mang giềng ta thương nó đi lắm, người ta góp nó đi đâu có được, xình bùng không à, chết con, xình bùng đường này xình dữ lắm luôn. Cô thì ai mướn cái gì cô mần cái nấy, nó bây giờ lớn rồi cô đâu có mần được, thôi mở cái quán cốc cốc này nè, người ta đi giường đi tược tay chơi rồi này kia đó con. Vâng. Rồi đó cô mới bán cho nước cho người ta ăn người ta uống. Bà bán vậy thì một ngày mình kiếm được khoảng mấy chục ngàn không? Dạ, mấy chục ngàn, chắc 50-60 được không? Dạ. 50-60 ngàn được. Dạ. Nhưng... Rồi mệt không Thảo? Mệt không? Quen à? Làm riết phải quen chứ đúng không cô? Quen chứ, từ từ bây giờ cô bắt nó vô pha chế được rồi. Lúc trước thì bắt nó bưng bê thôi. Dạ. Cô cũng bệnh tim rồi đó con. Cô bị nông ten rồi. Dạ. Rồi thành ra vào sau thời gian sau này chừng năm á cô tập cho nó pha chế. Là khi đông khách nó đứng pha chế cho cô được. Con đang hỏi bé là có thích làm trang điểm không, hoặc là làm tóc ấy, hoặc làm nail á. À, hỏi cho nó đi với học á. Ờ, con có học thích nghề cái đó thì tự có tương lai hơn. Đúng rồi. Họ mang cái con nhỏ bạn bán trước á, cái người ta về người ta đi học nail, cái nó thấy con bé đó ra chơi á. Dạ. Thì người ta học nail người ta phải tôm tắt hơn, cái nó hỏi bà tương lai con về đâu, con muốn đi học nghề tiền đâu đi. Vậy nên hả? Nó hỏi con nghe tội nghiệp lắm á, mà mình dạ. Với khả năng của cô thì cô cũng bệnh rồi, con đâu có lo cho cháu nội. Vâng. Tại vì cũng là bà con xa xa thôi, nhưng mình thấy thông cảm vậy đó. Mà nếu mà bên hội thường quân á, bố con về công trình qua với cấp trên á, người ta duyệt được cho cháu, cô cảm ơn trước. Dạ. Chứ bây giờ mà đi làm công ty hoặc là cứ đi phục vụ như thế này thì cũng chỉ là thời gian không tạm thời. Không có tương lai, vâng. Không có tương lai. Tại này là làm tạm thời thôi. Ví dụ như vậy á, mai mốt mình cũng không có được người chồng gọi là đàng hoàng nữa, có gia thế nữa. Thành ra công ty là một, làm công là hai, người ta coi thường lắm. Cái này mình đùm cho nó đỡ qua cái khổ của nó đi. Dạ. Chứ người, con gái nào không mơ ước mình có nghề nghiệp đâu. Cũng như là cách đây mấy tháng vậy đó, thì con cái chị mà bán trước đó, tên con bé Chân, người ta mới nghĩ ra người ta làm cũng được mớ tiền, cái người ta đi học nghề này, nghề
dài, làm móng tay, móng chân, làm tóc rồi đó. Anh ta đi ra chơi, đi ra cô uống nước chơi thì gặp bà chị em chào hỏi lời, cái gì ta buồn, bé Thảo buồn. Bé Thảo nói bà ơi, tương lai con gì đâu, chưa mù mịt quá, không có nghề, không, cũng như là không có một cái nghề nào hết. Con thích đi học uống tóc hay làm móng tay, móng chân quá mà tiền đâu mà để làm. Dạ. Cái cô mới có nói là thì cái gì mình thích mình cũng phải từ từ, nhưng mà hiện tại mẹ con bệnh thì con lo trái hiếu nó đi, mình muốn thì từ từ mình phải có chắc chiêu đó, người thấy cũng tội nghiệp. Nhưng mà nếu mạnh quần thường quân mà nghe được nó tâm sự gì thì coi có giúp bé được, cảm ơn nhiều. Vâng, giúp cho nó có một cái học quan trọng là bé phải thích nữa, phải đam mê nữa. À, nó thích đó. Dạ. Tại vì nó thấy cái chị bạn nó gì đó nó cũng mơ chứ. Nó nói vậy đó, rồi về sau này dưới quê mình làm, hay là con có đi lên tiếng trên hay con mở ra làm thì nó có tương lai. Biết tính nhưng mà không tiền. Dạ. Biết tính chứ không tiền. Thế ở đây chắc là cũng ví dụ mình học nghề chắc cũng có người dạy hả cô? Có chứ con. Vâng. Ở đây cũng có ta làm áo cưới nè, rồi người ta dạy trang điểm nè, rồi người ta dạy làm nail cho những người ta đi nước ngoài luôn đó. À vậy ha. Ừ. Chứ đi bán buôn này thì nó không có tương lai. Ngày nào sống ngày nấy thôi à. Vâng. Thì nãy con cũng có hỏi rồi, bé nói là bé thích làm tóc. Đúng rồi. Hổm nó thấy bé chân lại đó. Dạ. Cái nó đứng nó buồn, cái hỏi bữa nay làm gì buồn. Nó bà ơi, tương lai con gì đâu, con mơ ước con cũng học nghề gì đó mà không có khả năng này. Anh nói thôi con từ từ chứ sao vậy. Vâng. Biết đâu cũng được bà con người ta thương, người ta giúp đỡ thì mừng biết quá. Chứ cô cũng lớn, cô cũng hiểu được cái tuổi trẻ mơ ước mình đó. Dạ. Gia đình nghèo thua. Rồi bây giờ chú cháu mình đi mua đồ ha. Dạ vâng, thưa cô chú anh chị, thì bây giờ Thắng dẫn bé Thảo vô để Thắng mua cho bé một chiếc xe máy mọi người. Thì bây giờ hai chú cháu cũng đã tới cửa hàng của Honda rồi mọi người. Thì Thắng xin mời tất cả các bà cô chú cùng Thắng vô trong nhé để lựa cho bé Thảo một chiếc xe. Chào anh ạ. Dạ. Em đang tham khảo dòng xe này. Dạ kiểu là 50 ạ. À, hiện tại bên cửa hàng Honda tụi anh sẽ không có dòng xe 50. À, thế anh thấy phân khối cao nhất là 100, thấp nhất là một hiện tại là đâu không có 110. À, em tại em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 19 ạ. 19 tuổi là có thể là mình mua dòng xe quen pha, hiện tại là nó đang đã chạy được rồi. Về xuống này mình có thể dòng xe quay, đây là quay quen pha nha. Dạ. Dòng này là 18.300.000 đúng rồi, 18.300.000 là có ra biển chưa hay là như à, hiện tại là 18.300.000 đó là hiện tại là dòng xe đó chưa ra biển, mình cần phải hỗ trợ thêm phần phí biển số xe. Vâng. Trước bạ thì hiện tại là đây là mẫu xe quen pha, hiện tại giá thành nó đang rất là thấp. Dạ, ví dụ như cái mẫu này thì mà khi ra biển thì giá khoảng bao nhiêu anh? Cái giá lăn bánh luôn đấy anh. Giá lăn bánh thì khoảng chừng nếu mà lăn bánh luôn phải ra 19 triệu. Dạ. 19 triệu là có thể lăn bánh được rồi. Anh có thể là tư vấn thêm xem một vài mẫu nữa được không? À, thì hiện tại đây là cũng như là chẳng hạn thêm đây là mẫu RTS đi. Em hỏi RTS thì hiện tại nó chỉ là 21.900.000 thôi. Nhưng mà 21.900.000 đó là đối với dòng xe này nó là phun xăng điện tử. Vâng. Cái kiểu dáng xe thì nó sẽ thay đổi khác nhau. Thí dụ nhìn thấy nó hơi dày dặn hơn, kinh nghiệm hơn. Nhưng đổi lại động cơ 110, toàn bộ là công nghệ 110 hết. Nhưng đối với Venpha nó là sử dụng cái công nghệ là đang sử dụng là bình xăng con. Còn RTS đó là sử dụng phun xăng điện tử, tiết kiệm nhiên liệu nhiều hơn. Dạ. Mình có thể là lựa chọn thêm vài tầm thêm khoảng tăng thêm vài triệu nữa thôi. Nhưng mà mình sử dụng được cái công nghệ nó cao hơn thì đổi lại nó sẽ tiết kiệm hơn được cái chi phí sau một khoảng thời gian mình sử dụng. Dạ. Con này là quay RSX ha. Đúng rồi, quay RSX. À, có phun xăng điện tử. Đúng rồi, mẫu phun xăng điện tử. Dạ. Còn mẫu này là không có. Dạ, đúng rồi. Là giá rẻ nhất của Honda phải không anh? Đúng rồi, hiện tại bây giờ giá xe Venpha là nó đang thấp nhất trong hệ thời của cửa hàng ạ. Dạ. Tùy theo màu sơn, Venpha nó sẽ có phân biệt theo màu sơn, nó sẽ có sự chênh lệch về giá chút đỉnh. Dạ. Quay Alpha, quay RSX em thấy có một cái dòng gì nữa. Black hay gì nữa? Black mấy bên đây. Dạ. Black anh chơi em qua đây xem mẫu này được không con?
Hiện tại mẫu Black là 20.600.000. Thì đây là mẫu cũng là động khói động cơ 110, nó khác cái kiểu dáng bên ngoài một tí xíu, nhưng đó nó có sự chênh lệch. Thứ nhất là do mẫu Black nó sẽ có được cái thắng đĩa nên nó có sự chênh lệch về giá so với Alpha. Alpha thì sử dụng thắng đầm thôi. Vâng. Mắc hơn quay Alpha luôn ha. Đúng rồi, mắc hơn quay Alpha tại nó sử dụng thắng đĩa. Vâng. Quay Alpha thì chỉ có 18.3 thôi, này 20.600. Là nó chỉ có một dòng thắng đĩa thôi anh. Dạ, hiện tại bên cửa hàng chỉ còn một xe thôi. À. Chỉ còn một xe, nó có thắng đùm, thắng đĩa và bánh mâm nữa. À. Nó có nhiều lựa chọn hơn so với Alpha. Alpha thì nó chỉ là một thắng đùm duy nhất. Dạ. Hiện tại ba dòng xe đó là ba dòng xe số giá tầm trung nhất của bên cửa hàng rồi. Vâng. Nhưng mà công suất là vẫn y chang nhau ha. Đúng rồi, là công suất thì hầu như là nó đều khối động cơ nó 110 hết. Dạ. Nhưng này vẫn sử dụng bình xăng con. Mẫu này mà lăn bánh thì nó lên khoảng 20. Giấy tờ tầm khoảng chừng cả 70, cả 700 ngàn đi. Mình tính phỏng phỏng cho mình tầm 700 ngàn nữa thì nó ra là khoảng chừng có 21.3 rồi. 21.3, 21.4 gì đó. Dạ. Còn mẫu RSX của nãy anh nói là bao nhiêu ta? Hồi nãy là 20.900 mà. Là lăn bánh luôn? Chưa lăn bánh. Cái giá xe mà đèn hiện tại bên cửa hàng treo này là giá xe chưa lăn bánh. Vâng, báo cho em cái giá lăn bánh luôn đi để cho nó dễ. À, nếu mà giá lăn bánh thì anh mượn em. Nếu mà giá thấp nhất của EGTX á, giá lăn bánh của mình á, thì hiện tại khoảng chừng gần 23 triệu. Chứ EGTX 700 mấy ngàn thì 22 triệu mấy rồi, 22 triệu 726 ngàn. Tại do mẫu này bên cửa hàng có gắn thêm nguyên bộ phụ kiện nên là giá nó sẽ chênh lệch hơn so với xe trơn. Xe trơn thì giá sẽ là 21.900.000 thôi. Xe này thì có gắn thêm phụ kiện và công tắc đèn á nên là sẽ chênh lệch 950 so với giá xe. Dạ thì ra là 22.850.000 là chưa tính tiền giấy tờ. Ừ. Còn chiếc xe kia thì chỉ là chiếc xe thôi, chưa có gắn thêm ba ga. Ủa chứ mình không tặng gì hả? Dạ hiện tại là mấy phụ kiện ba ga này là mình gắn tính thêm. Còn tặng là mình sẽ được tặng một cái nón bảo hiểm, một cái áo mưa và tặng 2 lít xăng. Tặng thêm bây một giờ em không lấy nón bảo hiểm, em không lấy áo mưa thì em thích lấy cái bộ này cơ. Dạ tại do này chương trình khuyến mãi của công ty á, nên là bên em không có đổi ngang với bộ phụ kiện được. Bộ phụ kiện bên em gắn mấy cái này thì thường thường mua là phải tặng chứ. Dạ tại vì bên Honda nó giao về là toàn là xe trơn không à, nên là thí dụ như mình thích thêm món nào á thì gắn tính thêm ạ. Dạ. Dạ. Nhưng mà bình thường em mua xe là người ta hay tặng đúng không? Dạ chứ cái đó tặng là giống như là tính vô chung với giá xe á, thì bên cửa hàng chỉ treo giá xe thôi, mình thích thêm món nào mới cộng vô thêm. Dạ chứ không nhất thiết phải đủ bộ. Ví dụ như mình thích một bộ thì mình gắn thêm, còn không mình thích món nào gắn thêm món đó. Dạ. Con thì con thích mẫu nào? Dạ con thích mẫu này. Mẫu nào con? Quay Alpha này hả? Dạ. Màu trắng hả? Dạ. À. Đây nó có mấy màu này con thích không? Ví dụ như màu xanh dương này, màu xám xi măng hay màu đen? Dạ. Hả? À, thích màu trắng à? Trắng dạ. Cho trẻ trung á. Thôi con gái chạy màu trắng không được cho nó trẻ. Cái này là 18.300. Nếu mà giấy tờ vô nữa là như vừa nãy à. 19 triệu, hơn 19 triệu này. Chắc là phải lắp thêm cái gác ba ga này nữa. Chỗ này là tầm 2-300 ngàn nữa. Nó cũng khoảng 19.500.000 ạ. Để chốt cái này ha. Dạ. Yeah. Được không? chị ơi, để, chắc là lấy cho em cái Way Alpha màu trắng này đi. Dạ, lấy Way Alpha màu trắng này, lấy xe trưng bày này luôn hay là xe gì không? Way Alpha màu trắng không? Chị cho em hỏi này, như vừa nãy chị báo giá với em ấy, dạ. Là cái này là 18.300.000 lăn bánh thêm cộng thêm 700 nữa đúng không? Dạ đúng rồi, khoảng 700 nghìn. Là 19 triệu ha? 19 triệu. 19 triệu thì còn cái gắp ba ga này là quyết tâm không tặng hả? Hiện tại cái này em không có tặng được anh ơi, tại vì cái này của công ty á nên là bên em. Thì bây giờ chị trình báo với quản lý thử đi. Vì bọn em không có lấy áo mưa, không lấy nón bảo hiểm thì lắp cho em cái gác ba ga đó. Tại vì gió này chương trình khuyến mãi chung của công ty á nên là bên em không có thay đổi được cái phần phụ kiện đó, mình gắn tính thêm. Thì em nghĩ là quản lý giải quyết được mà. Cái này là quà tặng của công ty thì bên em không có xuất, bên em xuất theo hóa đơn xe luôn á nên là không có thay đổi được quà tặng. Ví dụ như hoặc là mình gắn
một vài món thôi. Tại vì bên em không có cái quà tặng nó tặng thẻ kèm theo xe được á, là quy định chung của công ty. Thì em quà tặng là một nón mũ hiểm và một áo mưa, em sẽ xuất theo hóa đơn xe luôn. Nên là công ty không có thay đổi được á. Vậy ha. Dạ. Thế và bây tặng giờ... thêm cho anh 2 lít xăng ra ngoài đổ xăng thêm giùm em nha. Tương đương với 50 ngàn, bên em sẽ gửi cho anh 50 ngàn ra ngoài đổ xăng thêm giùm em. Chỉ bớt vậy thôi à? Bây giờ dạ. Mua cho hoàn cảnh khó khăn thì có bớt thêm nữa không? Dạ, tại cái này của công ty anh ơi. Dạ. Dạ rồi, thế thôi. À, lấy cho em cái màu trắng á. Dạ. Lấy em cái màu trắng đi. À. Dạ vâng. Anh đang đi trên kho lấy á. Dạ. Thảo đi dạo dạo một vòng đi, ngắm xem có chiếc nào mai mốt làm có tiền mua tiếp. Dạ. Đó. Ở đây ngắm mấy chiếc xe tay ga này con. Đó. Mình ngắm để mình có động lực đi làm mai mốt kiếm tiền mình mua thêm chứ. Dạ. Này là Vision bao nhiêu tiền đây ta? 35.600.000. Ôi trời, cái này là màu này là màu này là thêm 3 triệu nữa hả chị? Dạ đúng rồi, tại vì màu này là bên em sơn lại độ lên màu mới. Dạ. Dạ nên là sẽ chênh lệch 3 triệu so với màu gốc. Ồ. Bên em cũng có sơn lại nhiều màu á, ánh tím là màu xanh, dạ. Màu xám xi măng. Bây giờ hay quá ha, bây giờ dạ. Là cứ sơn màu lạ lạ là đôn giá lên. Sơn lại theo sở thích của khách hàng á, tại dạ. Vì Honda nó không sản xuất nhiều á nên là mình cửa hàng sơn lại. Mai mốt Thảo mà có tiền ấy, mua mấy con Vision này chạy đẹp này. Vision, SH mo đẹp hơn nữa. Còn SH thì hơi cao so với bé Thảo. Dạ, mình qua đây coi xe giùm em nha. Dạ. Bên này coi xe giùm em. À, có xe rồi ha. Dạ. Thảo qua đây xem xe Thảo. Có bị chạy suốt gì không hằng, đồng ý em gấp bình thử bắt đèn. Dạ. Xe này ở dưới kho thì chắc là mới mà. Nhưng mình cũng phải kiểm tra lại một lần nữa dạ. Cho chắc. Tao không cần mượn cái viết chứ. Này mở yên, em mở yên nổ xăng là em mở phía dưới nha, rút chìa khóa ra nha. Này. Mở yên nổ xăng trong cốp xe. Xăng ở trong này ha. Dạ. Này có cái gì không? Cái này bình. Cái cốp này không để được nón chị ha. Dạ không, tại vì cái này kiểu dáng nó gọn á nên là hộp đựng đồ nó cũng gọn theo. Dạ. Vậy thì lắp cho em cái các ba ga. Anh gắn thêm ba ga ha. Ừ. Cặp móc hai bên không anh? À, dạ là ba ga thôi, ba ga cặp móc thôi ha. Dạ thì anh đồng ý bộ áo bên ngoài em gấp bình cho anh thử máy xe. Nếu mà anh có chạy thử thì mình chạy thử, đồng ý xe vô thanh toán tiền giùm em ha. Ừ, Thảo. Chốt rồi nha, bây giờ có thay đổi không? Hả? Mua là không thay đổi được đâu nha. Bây giờ mà con thay đổi thì được, chứ chút nó dắt xe ra ngoài là không thay đổi được đâu nha. Vẫn quyết lấy cái này nhá. Dạ, quyết định lấy xe này hả anh? Dạ. Thế cấp ba ga đấy là cộng thêm bao nhiêu nữa chị? Dạ, 210.000. 210.000 tiền ba ga và cặp móc. À, rồi. Dạ. Chú cũng xin chia sẻ với con, đây là cái món quà của cô Evon Trương ha. Một mạnh thường quân bên nước ngoài á. Thì khi xem được clip của chú thì cô rất là cảm động về cái câu chuyện của con. Dạ. Thì cô có nhờ chú mua tặng cho con món quà này. Thì cũng hy vọng là sẽ giúp cho con có động lực hơn trong cuộc sống. Dạ. Thì để sau này ví dụ như là mình đi làm ấy, có cái phương tiện đi lại. Dạ. Rồi gia đình của con ví dụ có việc gì mình cũng có cái phương tiện ấy. Chứ bây giờ là không có xe cộ gì hết. Ngay cả cái vấn đề con đi làm là cũng phải đi nhờ nữa. Dạ. Con có thể là chia sẻ một vài điều cũng như là cảm ơn cô Evon Trương đi. Dạ, con cảm ơn cô Evon Trương đã hỗ trợ cho con chiếc xe phương tiện để con đi làm. Dạ, con cũng cảm ơn cô rất là nhiều, con không biết nói sao nữa, nhưng mà con cũng mong là cô có thể mà giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn cả con. Con cảm ơn cô rất nhiều. Ừ. Dạ, cảm xúc của con này con rất là vui luôn á chú.
kiểu món quà này to quá. Ờ. Dạ. Chú nghĩ rằng là con cũng hiện tại là bây giờ cũng đang rất là bất ngờ đúng không? Không tin đây là sự thật ha. Dạ. Ờ. Chú cũng cảm nhận được điều đó, tại vì từ nãy giờ thì con cứ cười suốt ấy. Chắc là mừng, vui quá ha. Dạ. Ừ. Nếu như mà để con đi làm, đi phụ quán cà phê này thì con nghĩ là bao giờ mình sẽ mua được một chiếc xe? Dạ con nghĩ là chắc không được đâu chú. Tại vì cái tiền cái khỏi đó là kiểu là con còn phải chăm cho mẹ nữa, xong rồi mấy em cũng phải còn đi học. Nó lại kiểu là nó không có dư ra được miếng nào á chú. Này con cũng không có suy nghĩ tới là con mua mấy cái này hay xe cộ phương tiện đồ cho con nữa. Và cái món quà này to. Dạ. Một lần nữa con cũng thay mặt bé Thảo, gia đình của bé Thảo cảm ơn cô em con Trương rất là nhiều. Cảm ơn cô đã hỗ trợ cho bé một chiếc xe, một món quà rất là ý nghĩa. Thì con cũng cảm ơn cô đã đồng hành cùng con để đi giúp những hoàn cảnh khó khăn. Con chúc cô có thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Nhận được món quà này ấy, thì con cảm thấy là bé rất là vui, rất là mừng luôn. Một món quà chắc là lớn nhất trong cuộc đời của bé từ trước tới giờ. Giá xe của mình là 18.300.000 cộng với cái phần trước bạ, biển trước bạ với phí dịch vụ đi làm cho em, thay dịch vụ bên ngoài làm cho em với cái bảo hiểm xe máy đó là 1.586.000. Là tổng tiền của mình là 662.000. Cộng với em gắn thêm phần phụ kiện là em gắn thêm ba ga và móc bán đồ ha, 210.000 nữa. Tổng tiền của mình là 19.172.000. Là bao gồm tất rồi đấy chị ha. À, cái này vô công an tốn thêm 50.000 trừ phí lấy bản số với FPK bản số tầm khoảng 100-150 thì tùy theo loại mình chọn nha anh. Dạ. Dạ thì trong đó bằng tầm khoảng 200. Rồi bây giờ mua cho hoàn cảnh khó khăn có được hỗ trợ gì không chị? Dạ hiện tại thì bên em có những chương trình khuyến mãi thì khách nào cũng vậy thôi, không có ưu tiên hoặc là riêng cái chương trình nào cho bên là khách, tại vì bên em không có đăng ký á. Dạ. Nên là cái phần này tụi em chỉ hỗ trợ tặng quà, ví dụ như nó có hiểm áo mưa thì vẫn nhận, với lại bên hỗ trợ em 2 lít xăng để em đổ xe. Với tí xíu nữa em kích hoạt bảo hành thì sẽ có chương trình quay số trúng thưởng bên Honda, thì cơ hội trúng xe Vision của em pha mà nó bảo hiểm hoặc là cái đồng hồ thông minh. Phần này mình thanh toán tiền mặt hay là mình chuyển khoản à? 19.100.000. Ở đây có cà thì không chị? À, bên em có nhưng mà anh chuyển khoản đây nó tiết kiệm chi phí hơn nha. Dạ. Rồi thì em chuyển khoản nhé. Dạ. 19.172.000 dạ. Chị nhận được tiền chưa? Em gửi rồi chị. Dạ, anh nhận đủ tiền nha, 19.172.000. Dạ. Đến kết quả bảo hành xe cho em. Còn mấy ngày thì có biển số chị nhỉ? À, cái này bên em không hứa nha anh, tại vì còn lệ thuộc vào bên công an nữa. Dạ. Dạ. Với lại em kiểm tra coi em nó có mã số thuế cá nhân chưa. Còn nếu mà em chưa có mã số thuế cá nhân thì bên dịch vụ sẽ đi xin cấp mã số thuế cá nhân cho em. Tại bây giờ là đóng thuế bên ứng dụng dịch vụ công rồi, nên là em phải có mã số thuế cá nhân, nó mới đủ thủ tục để cho ảnh làm cái dịch vụ công cho em, xong rồi nó trả kết quả về mình mới có xuống công an xã lấy con số. Nên cái phần này em không có hứa được, bên chị không hứa được cái thời gian cụ thể. Nhưng mà khi nào hoàn tất anh dịch vụ anh sẽ điện cho em nha, để chạy xe mới vô công an để bám biển nha. Dạ. Đẹp không? Đẹp con. Trời ơi bà thiệt mừng dữ lắm luôn đó. Con và với Mạnh Thường Quân tạo điều kiện cho cháu nó có chiếc xe đằng nó là cái chân cho nó đi làm đó, vâng. Nuôi mẹ nó với nuôi gia đình em đó con. Bà thấy bất ngờ không bà? Đẹp lắm luôn đó. Bà dạ. Thiệt bà bất ngờ nó không suốt cuộc đời không biết chừng nào mà được chiếc xe cho cháu. Vâng. Mà nhờ con với Mạnh Thường Quân á tạo điều kiện cho cháu được chiếc xe này, bà rất mừng luôn đó. Dạ. Bà cũng không, bà cũng có đôi lời chúc á cho con à, thì nhiều bà... sức khỏe. Dạ. Đó, đang trên bước đường con nó đang làm cho con vững chắc, đang con có thể là con đó
cho con đặng đi giúp đỡ những người nghèo hơn với người bệnh tật như mẹ của bé Thảo. Dạ, thì tiện có bà với lại chị ở đây ấy, thì con cũng xin trình bày là đây là cái món quà của một cô mạnh thường quân bên nước ngoài, cô tên là Evon Trương. Dạ, thì khi xem được clip của con ấy thì cô cũng rất là thương bé Thảo luôn. Cô có nhờ con là mua cho bé Thảo một chiếc xe. Thì ngày hôm nay con xuống đây để trao cái phần quà này. Cũng mong sao là sẽ tạo động lực cho bé để sau này bé có thể là cố gắng hơn trong cuộc sống nữa. Rồi gia đình cũng có cái phương tiện đi lại á. Dạ. Thì qua đây bà có muốn gửi đôi lời gì cảm ơn tới cô Evon Trương không ạ? Mà em cũng có đôi lời gửi với cô Đanh Trương đó. Em đã tạo điều kiện cho cháu em được chiếc xe, chị rất là thành thật biết ơn. Sau này á, cho cháu nó có cơ sở đó đi làm để nuôi gia đình đồ này kia kìa, cho em nó với mẹ nó với chị có đôi lời chúc sức khỏe em được dồi dào sức khỏe, gia đình được bình an trong cuộc sống và giúp đỡ trên bước đường, giúp đỡ những người nghèo như mẹ của bé Thảo. Dạ. Bà không có ngờ luôn đó con. Dạ. Bà không ngờ đó, được chiếc xe bà mừng dữ lắm luôn. Dạ. Bà nói biết cho chừng nào, bà cứ nói hoài, Thảo ơi con cứ người đưa cái ước hoài, biết chừng nào mà ngoại với mẹ con mà cho con được chiếc xe. Dạ. Bây giờ bà thấy chiếc xe là bà bất ngờ lắm luôn. Vâng. Bà mừng lắm luôn. Bé Thảo thì từ nãy giờ bé Thảo vui, bé Thảo cười suốt luôn. Dạ thì chị ơi, qua đây đấy thì chị có thể là chia sẻ một vài lời được không chị? Thì khi mà chị nhận cái món quà như này, rồi cái cảm xúc của chị như nào chị nhỉ? Chị thấy chị mừng con gái chị. Dạ. Nói chiếc xe để đi. Chị rất cảm ơn chương trình cho Nguyễn Thắng Kết Nối Yêu Thương với Mạnh Thường Quân ủng hộ cho con chị. Chị rất cảm ơn. Dạ. Chị nói suốt đời chị chắc không có mua được. Dạ. Không có điều kiện để mua được. Vâng. Thì chị ơi, chị có thể là mình gửi đôi lời gì tới cô Evon Trương đi. Mình cảm ơn cô đi chị. Dạ, em cảm ơn cô Evon Trương đã hỗ trợ cho bé Thảo được chiếc xe. Em rất cảm ơn. Chúc cô được nhiều sức khỏe. Dạ. Để giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn giống như em. Thì em cảm ơn rất nhiều. Vâng. Thì mọi người thì cũng thấy rằng là mẹ của bé Thảo và cũng khóc rồi, nhưng mà ta nghĩ rằng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Thì chị cũng cực khổ bao nhiêu năm, thì khi mà chồng cũng bỏ đi này, rồi chị bệnh tật, một mình phải gồng gánh nuôi các bé. Thì bây giờ là chị cũng càng ngày sức khỏe càng yếu đi, thì cũng rất là may là bé Thảo bé cũng ngoan, bây giờ là đi làm phụ giúp cho gia đình rồi. Rồi chị ơi, nếu mà bây giờ mà có ai mà tài trợ đi cho bé Thảo đi học nghề như là làm tóc này, trang điểm hoặc là làm nail ấy, thì chị nghĩ sao? Chị cũng rất mang ơn. Dạ. Để cho con chị được cái nghề biết này biết kia để đi làm mướn làm công suốt đêm suốt ngày, chị cũng đau lắm lắm. Dạ. Mong con gái mình được có cái nghề. Ta. Trước khi chú kết thúc clip thì Thảo có muốn nói đôi lời gì nữa không Thảo? Dạ, con cảm ơn chương trình cũng nhờ chú mà ta Mạnh Thường Quân với mọi người biết đến gia đình với hoàn cảnh mẹ con của con. Dạ, con cũng có đôi lời gửi tới Mạnh Thường Quân, các cô chú đã thương con với mẹ con, với cô Evon Trương đã chia sẻ với con, với cho con một món quà to như thế này. Dạ, cũng cảm ơn cô với chúc cô với mọi người thật là nhiều sức khỏe. Dạ, cũng mong mọi người là có thể bước trên con đường của mình là thật là thành công để có thể giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh thật là khó khăn hơn con. Chúc con là sắp tới sẽ gặp nhiều may mắn hơn cũng như là thuận lợi trong công việc của mình ha. Dạ. Thì bây giờ tạm thời trước mắt thì cái công việc bán cà phê đó thì con cứ làm. Dạ. Nếu mà mình đủ duyên hơn nữa, được ông bà cô chú thương giúp thêm ấy, thì có thể là như chú nói với con ấy, thì mình đi học nghề ha. Dạ. Thì ngày hôm nay thì chú
thay mặt cô Evon Trương là trao cái món quà này cho con nhé. Một chiếc xe máy nhá. Đây đây, thưa cô chú anh chị, đây chính là chiếc xe mà Thắng mới mua cho bé Thảo. Chiếc Way Alpha mọi người ạ. Giá là 19.172.000. Thì một lần nữa thì con cũng thay mặt gia đình cảm ơn cô Evon Trương rất là nhiều ạ. Con chúc cô có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an. Nó tặng cho cái nón bảo hiểm này. Dạ. Vậy thôi hả? Ủa, dạ. Vừa nay chú thấy tặng cái gì đó mà ta? Áo mưa. Dạ không có. Ủa sao không có áo mưa? Hình như là không. À, đây đây. À đấy ha, đó tặng cho cái áo mưa. Dạ. Thôi cũng được, tặng áo mưa với nón bảo hiểm. Dạ. Và đây người ta tặng ít. Vừa nãy là chú có mua xe cho con ấy. Là hết 19.172.000 đúng không? Ừ. Thì bây giờ là chú gửi thêm cho con mấy đồng lẻ. Cô Evon Trương ấy thì nói rằng là mua cho con cái xe khoảng 20 triệu. Ừ, nhưng mà bây giờ mua hết có 19 triệu thôi ha, 19 triệu 100 mấy chục ngàn ấy. Thì bây giờ còn khoảng hơn 800 ngàn nữa thì chú gửi cho con. Thì con mình có mua sắm gì hay là đồ ăn gì đó cho các em hay là mẹ ăn này, hoặc là bà đấy thì mình mua ha. Ừ, thì để chú đưa cho con cái số còn lại nhá. Ừ. Thì tối mua con vịt về đi rửa xe đi cho cả gia đình ăn. Số tiền còn lại là khoảng 830.000 con ha. Thì qua đây thì chú không có tiền lẻ này, rồi chú đưa con luôn là 850.000. Đấy con cầm đi ha. Đấy, số tiền dư này thì con mua sắm hay gì đó thì mình mua sắm ha. Dạ, cũng cảm ơn chú, cũng nhờ chú mà mọi người với Mạnh Thường Quân với cả cô Evon Trương mới biết tới gia đình của con. Và cũng hỗ trợ số tiền với một cái món quà lớn như vậy. Dạ, con cũng chúc chú nhiều sức khỏe. Thì có gì là con chờ vài bữa nữa mình làm biển số xong thì con hãng đi nhá. Dạ. Chứ không ra ngoài công an họ bắt nhá. Dạ. Thì bây giờ là có xe rồi mình đi làm nó cũng thuận tiện hơn, không phải đi nhờ hay là dạ đi ké nữa. Dạ. 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 Vâng. Quay lại cho mọi người xem là nơi mà mẹ của bé Thảo, chị Yến đang sống. Tại căn nhà bên trong kia thì ông bà ngoại với các bé em của bé Thảo này cũng khá là chật chội, nên tối là bé Thảo với mẹ ngủ ngoài này. Đây là cái chuồng gà cũ của người cậu, nên là mẹ của bé Thảo xin ở đây.